Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hết ưu đãi phí trước bạ, thị trường ô tô sụt giảm mạnh trong tháng 1 của năm 2021. Doanh số hầu hết các hãng xe tại thị trường Việt Nam sụt giảm vào đầu tháng 1 khi chính sách ưu đãi phí trước bạ của chính phủ đã kết thúc. Ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho các dòng xe ô tô lắp ráp trong nước được thực hiện theo nghị định 70 của chính phủ đã chính thức hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sau 6 tháng thực hiện, chính sách giảm phí trước bạ đã cho thấy tác động mạnh mẽ đến thị trường Việt Nam. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường ô tô sụt giảm. Trong tháng đầu tiên của năm 2021 so với tháng trước đó. Theo báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường sụt giảm mạnh, ghi nhận từ hiệp hội. Tháng 1 của năm 2021, các hãng xe thuộc hiệp hội đã bán ra tổng số 26.432 xe, giảm 45% so với tháng 12 của năm 2020. Theo tổng số bán ra, thị trường Việt tiêu thụ 20.398 xe du lịch, 5.741 xe thương mại và 293 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch đã giảm tới 45% so với tháng trước đó, phân khúc xe thương mại và chuyên dụng giảm lần lượt là 46% và 13% so với tháng trước. Thông tin bán hàng của Thành Công Moto phân phối thương hiệu Hyundai cũng cho thấy doanh số sụt giảm tương tự. Theo đó, Thành Công Moto bán ra 6.058 xe trong tháng 1. Trước đó, thành công mô tô bán được 13.306 xe trong tháng cuối cùng của năm 2020. Mức sụt giảm của thị trường đã được giới kinh doanh dự đoán bởi đây là thời điểm phí trước bạ tăng về mức cũ 10 cho đến 12%. Trước đó, nhiều người đã tranh thủ mua xe để kịp hưởng chính sách ưu đãi. Điều này khiến cho doanh số của các hãng xe bùng nổ trong tháng cuối cùng của năm ngoái với gần 48.000 xe được bán ra trong một tháng. Chính sách giảm phí trước bạ kết thúc cũng thu hẹp khoảng cách giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp. Theo số liệu tháng 1, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.512 xe, giảm 51% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.920 xe, giảm 35% so với tháng trước. So với cùng kỳ của năm ngoái, mức tăng trưởng của xe lắp ráp chậm lại, trong khi xe nhập khẩu tăng mạnh với con số lần lượt là 56% và 88%. Một số doanh nghiệp Kinh doanh nhập khẩu xe kỳ vọng trong năm 2021 cũng sẽ là thời điểm xe nhập khẩu tăng trưởng tốt khi áp lực cạnh tranh có thể được giảm bớt. Thaco, Toyota, Hyundai đang bám đuổi nhau quyết liệt. Trong khi thị trường chung sụt giảm ảnh hưởng đến doanh số của hầu hết các hãng xe tại Việt Nam, Hyundai duy trì vị trí dẫn đầu, lượng xe bán ra với tổng số 6.058 xe. Hai mẫu ăn khách nhất của Hyundai là Hyundai Accent và Grand i10 đều đạt doanh số rất tốt. Thaco với lợi thế phân phối nhiều thương hiệu hiện vẫn là doanh nghiệp nắm thị phần lớn nhất của Vama. Đầu tháng 1, Thaco bán ra tổng số 9.195 xe, chiếm 38,5% thị trường. Các doanh nghiệp thuộc Vama, trong đó Kia bán ra tổng số 4.486 xe, còn thương hiệu Mazda đạt tổng số 2.429 xe được bán ra. Đang bị cạnh tranh quyết liệt ở nhiều phân khúc, Toyota bán ra tổng số 4.437 xe, chiếm 18,3% thị phần. Thị phần của Toyota cũng đang bị Kia do Thaco lắp ráp và phân phối vừa lên trong tháng đầu tiên của năm 2021. Ford chưa có một sự khởi đầu tốt khi doanh số giảm chỉ còn có 1.592 xe. Điều này khiến thị phần của hãng xe Mỹ bị giảm, bị Mitsubishi và Honda qua mặt. Trong đầu tháng 1, Mitsubishi bán ra tổng 3.674 xe, chiếm 15,2% thị phần, còn Honda bán ra được 3.015 xe, chiếm 12,5% thị phần. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công